Xin chào các bạn đã đến với chuyên mục Bản tin Survey và hãy cùng xem trong Bản tin Survey ngày hôm nay sẽ có những tin tức nóng hổi gì nhé. Mùa thu là thời điểm thích hợp mà các gã khổng lồ công nghệ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới của mình. Vào ngày 12 tháng 9, Apple tổ chức sự kiện ra mắt iPhone mới. Vào ngày 9 tháng 10, Google sẽ tổ chức sự kiện ra mắt Pixel 3 và Pixel 3 XL. Theo một báo cáo mới đây, Microsoft cũng sẽ có một sự kiện quan trọng được tổ chức vào ngày 2 tháng 10 tại thành phố New York. Mặc dù Microsoft không tiết lộ nhiều thông tin trong thư mời sự kiện, nhưng nhiều người dự đoán rằng đây sẽ là một sự kiện liên quan đến các thiết bị Surface mới. Rất có thể Microsoft sẽ ra mắt phiên bản tiếp theo của Surface Laptop và Surface Studio. Bên cạnh đó cũng có thể có một phiên bản nâng cấp nhẹ nhàng của Surface Pro và Surface Book 2. Trong khi đó, rất nhiều người mong đợi Microsoft sẽ ra mắt một chiếc Surface Phone. Một thông tin công nghệ thứ hai cũng thú vị không kém, đó là việc Microsoft có thể sẽ ra mắt Surface Laptop 2 và Surface Pro màu đen. Microsoft lần đầu tiên ra mắt chiếc máy tính bảng Surface RT với lớp vỏ làm bằng hợp kim magie màu đen. Tuy nhiên sau đó, Microsoft đã không còn sử dụng màu đen nữa mà thay bằng màu bạc cho tất cả sản phẩm Surface của mình. Tuy nhiên, theo báo cáo của trang Windows United, Microsoft rất có thể sẽ ra mắt một phiên bản Surface Laptop 2 và Surface Pro mới màu đen bởi đây là màu sắc cơ bản nhất mà rất nhiều người dùng yêu thích. Microsoft dự kiến sẽ ra mắt những phiên bản mới của dòng sản phẩm Surface Laptop và Surface Pro tại sự kiện diễn ra vào ngày 2 tháng 10, được tổ chức tại thành phố New York. Phiên bản Surface Laptop 2 và Surface Pro mới sẽ được trang bị bộ vi xử lý là Intel Whistler Core i5 hoặc là Core i7, màn hình cảm ứng kích thước 13,5 inch, độ phân giải là 2256x1004 pixel. Bàn phím được bọc bằng vải Alcantara cao cấp và có touchpad khá lớn. Đây cũng là lần đầu tiên Surface Pro mới của Microsoft có màu đen. Trong khi trước đó, Surface Laptop có khá nhiều màu sắc để lựa, thì dòng Surface Pro vẫn trung thành với màu bạc. Các bạn có thể hồi hộp trước những thông tin rò rỉ về dòng sản phẩm Surface sắp ra mắt của Microsoft không? Hãy cùng theo dõi kênh YouTube của chúng mình để thường xuyên cập nhật thông tin nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!